Khoảng một tuần nay, bà con trồng nhãn tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang than khóc khổ sở vì nhãn vừa mất mùa, vừa mất giá. Hiện tại giá nhãn đã xuống tận đáy, khiến người nông dân thua lỗ nặng. Có những nhà vườn lỗ mất một chiếc xe ô tô du lịch hạng A. Mặc dù nhãn tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu xưa nay có tiếng thơm ngon, xuất nội địa cũng như ra nước ngoài. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người trồng nhãn liên tục rơi vào cảnh lao đao. Theo tìm hiểu của phóng viên, các vùng như Xuyên Mộc, thành phố Vũng Tàu, Châu Đức là một số vùng đang có số lượng nhãn khá lớn tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện nay các vùng này đang vào vụ thu hoạch nhãn, tuy nhiên hàng bị rội chợ, ùn ứ tại vườn rất nhiều. Một số nhà vườn nhãn đã chín, chưa kịp xuất đi nên dần dần bị thối, hư hỏng ngay trên cây. Để tìm hiểu về giá nhãn, phóng viên đã tới một số vườn để tham khảo. Tại đây, nhiều nhà vườn vẫn đang cố gắng xuất nhãn đi, dù là giá thấp tận đáy. Cụ thể, giá nhãn xuồng cơm vàng hiện giảm còn 29.000 đồng đến 32.000 đồng 1 kg, nhãn da bò còn khoảng 7.000 đồng 1 kg, các loại nhãn khác như Aido, thanh nhãn ở mức khoảng 20.000 đồng 1 kg. Riêng nhãn xuồng bắp cải do là hàng hiếm, khó trồng, khó chăm sóc, sản lượng không còn nhiều nên vẫn giữ được giá cao khoảng 80.000 đồng đến 90.000 đồng 1 kg. Năm nay thì tình hình này thì nói chung cả người làm vườn ở đây hết, thì người nào mà trúng vườn trúng nhãn thì mới lấy lại tiền đầu tư thôi, chứ còn mà nếu mà nhãn thất mà gặp cái này nữa là lỗ, người nông dân toàn là lỗ về vốn thôi chứ còn không có lợi nhuận. Thế hiện tại là mức giá nhãn nó nằm ở mức như thế nào? Nhãn hiện tại mua tại vườn này bây giờ người nông dân bán chỉ được có 7.000 một ký theo giá nhãn hiện tại. Ví dụ như nhãn này thì nhãn da bò này thì bây giờ hiện tại thì chỉ có là 7.000 một ký, còn mà nhãn xuồng cơm vàng thì bây giờ tại vườn thì cũng được 30-32.000 một ký, còn bắp cải thì nó cái sản lượng ở mình đây bây giờ cũng hết rồi, nói chung nó chỉ còn lai ra thì nó nằm dao động từ 80-90.000 một ký. Ngoài ra, theo đánh giá chung của nông dân thì đợt này sức tiêu thụ nhãn kém ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, nguyên nhân chính do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và bão lũ ở miền Trung. Nhãn xuất nội địa đi các tỉnh miền Trung rất nhiều, nhưng năm nay miền Trung bão lũ liên tục, nhu cầu tiêu dùng thấp dần dẫn đến nhãn lại mất giá. Hơn nữa, diện tích trồng nhãn ở Bà Rịa, Vũng Tàu cũng đang ở mức cao, đợt này các nhà vườn đồng loạt thu hoạch nên cung vượt cầu. Trước những vấn đề liên quan đến giá cả ứ hàng trái cây tươi, hiện nay tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã đưa ra nhiều phương án để giúp trái cây tươi của địa phương có nhiều lối đi hơn. Tỉnh này đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại với thị trường Trung Quốc, đồng thời tìm hướng mở rộng thị trường xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia. Ngoài ra còn định hướng về các loại trái cây sấy, nước ép trái cây, các loại mứt để giảm sự ùn ứ hàng hóa.